Người niệm Phật phải đặc biệt coi trọng tu nhất tâm. Người hiện thời tu hành chẳng thể thành công, đáng tiếc. Vì sao chẳng thể thành công? Tâm chẳng định, chẳng thật thà, đi lung tung mọi nơi, suy nghĩ nháo nhào. Ấn Quang Đại Sư dạy các đồ đệ của Ngài, hễ ai nghe lời đều có thành tựu, nếu chẳng nghe lời thì đều chẳng thành tựu. Kẻ nghe lời ít, kẻ chẳng nghe lời đông đảo. Nghe lời là như thế nào? Ấn Quang Đại Sư răn dạy các đồ đệ tại gia quy y, quý vị trở về nhà hãy thật thà niệm Phật, chẳng cần đến chùa, chẳng cần tới tham gia pháp hội, chuyện gì cũng đều chẳng cần làm. Ngay cả đến chùa miếu thăm lão nhân gia, nếu quý vị tới mấy lần, Ngài sẽ hỏi quý vị, ngươi đến làm gì? Con đến gặp sư phụ. Ngươi đã gặp sư phụ rồi, còn có gì hay ho nữa đâu mà xem, chửi quý vị đuổi về. Kể cả sư phụ của chính mình cũng chẳng cần gặp nhiều, hãy về nhà thật thà niệm Phật, ngắm tượng Phật nhiều hơn, nghĩ tới Phật nhiều hơn. Nhìn sư phụ chẳng thể giảng sanh, nhìn tượng Phật có thể giảng sanh. Trong tâm luôn nghĩ đến Thầy sẽ là lục đạo luân hồi, niệm lục đạo luân hồi, niệm A-di-đà Phật, quý vị có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là một vị thiện tri thức chân chánh. Bởi lẽ đó, hãy nhắc tới Ấn Quang Đại Sư, chẳng ai không tôn kính. Ai hoằng dương pháp của Ngài, không ai hoằng dương, vì sao? Vì nếu hoằng dương, đạo tràng chẳng có ai. Ngài chẳng bảo người khác đến đạo tràng, ngay cả đạo tràng của Ngài, Ngài cũng chẳng cho phép. Vì sao Ngài lập niệm Phật đường tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, quý vị đến đó để làm gì? Đến niệm Phật đường niệm Phật, thật thà niệm Phật. Quý vị đến niệm Phật, bèn hoan nghênh quý vị tới chấp thuận. Quý vị chẳng phải là niệm Phật, đến nơi đây nói là thăm sư phụ hay gặp ai đó, chẳng được, quyết định sẽ bị xua đuổi, quở mắng. Ngài chẳng lưu tình mãi mai nào. Do vậy nhắc tới Pháp Sư Ấn Quang, mọi người đều rất tôn kính, nhưng chẳng ai tán thán Ngài. Nói thật đấy, y theo phương pháp tu hành của Ngài, chẳng có ai không thành công, thâm nhập một môn trọng yếu hơn bất cứ điều gì khác. Do vậy trong giảng tòa bấy nhiêu năm qua, tôi nhiều lượt khích lệ các đồng tu chúng ta, hãy học một bộ kinh, niệm một bộ kinh tới rốt ráo, chớ nên thay đổi. Chớ nên đi tham phỏng. Hiện thời tham phỏng là gì? Ai là thiện tri thức? Trước kia người ta triều sơn nhằm tham phỏng thiện tri thức, hiện thời đến đâu để tìm? Hiện thời quý vị tham phỏng một người, người ấy giảng một cách, chỉ dạy quý vị một con đường, tham phỏng một vị thầy khác, lại là một cách giảng khác, lại là một con đường khác. Tham phỏng 4-5 vị thiện tri thức sẽ trở thành 4-5 đường lối. Kết quả chẳng biết đi theo con đường của người nào mới tốt, xong luôn. Không giống như thời cổ, bậc đại đức thật sự vào thời cổ chỉ dạy quý vị tuân theo một con đường. Tuy sở học của những vị đại đức ấy khác hẳn, môn đình tu tập khác nhau, nhưng Ngài quan sát căn cơ của quý vị vẫn chỉ cho quý vị một con đường phù hợp với căn tánh của quý vị. Quý vị và Ngài có pháp môn khác biệt, Ngài quyết chẳng giữ quý vị lại mà sẽ giới thiệu nơi tương ứng với pháp môn của quý vị, đấy là vị thiện tri thức chân chánh, chính mình khiêm hư, tán thán người khác. Chư vị phải hiểu rõ điều này, chính mình thật sự mong thành tựu, nhất định phải tu định. Hằng ngày đi lung tung, tâm chẳng định được. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có nói, niệm Phật kỵ nhất là xen tạp. Xen tạp là gì? Ngài nêu ra vài thí dụ. Đọc kinh là xen tạp, chẳng phải là kinh điển của tông mình. Ta là người tu niệm Phật, ta lại muốn xem kinh Hoa Nghiêm, lại muốn niệm kinh Pháp Hoa, lại muốn niệm kinh Đại Bát Nhã, lại muốn đọc Đại Trí Độ Luận. Thôi rồi, xen tạp, quý vị chẳng chuyên. Tu tịnh độ, nói cách khác, năm kinh một luận tịnh độ đã đủ cho quý vị niệm rồi. Còn muốn tham thiền, còn muốn niệm chú. Thấy người khác học cái này cũng muốn học theo, thấy người ta học cái khác cũng mong học theo, xen tạp. Lại còn cử hành pháp hội, lại còn tạp tâm chuyện gẫu. Gặp đạo hữu chẳng nói chánh kinh thoại. Chánh kinh thoại là gì? Một câu A-di-đà Phật là chánh kinh thoại, trừ A-di-đà Phật ra chẳng có câu nào khác là chánh kinh thoại. Tạp tâm chuyện gẫu lại còn nói những chuyện cát, hung, họa, phước, chẳng khẩn yếu. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, bận tâm gì đến cát, hung, họa, phước, không quan tâm tới những chuyện ấy. Những thứ đó đều là xen tạp. Xen tạp, tâm quý vị sẽ không thanh tịnh, chẳng đạt được nhất tâm bất loạn, mà công phu thành phiến cũng chẳng đạt được. Chúng ta không chỉ niệm Phật muốn đắc nhất tâm bất loạn, mà niệm kinh vẫn cùng một mục tiêu, cầu nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật cầu khai ngộ, vì sao? Ngộ là lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm kinh cũng nhằm cầu khai ngộ.
Muốn cầu khai ngộ phải cầu từ đâu? Cầu từ trong định, cầu từ tâm thanh tịnh. Trong tâm quý vị suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, há cầu được ư? Do những tạp niệm, vọng niệm của chúng ta quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nặng, hãy niệm Phật nhiều, niệm kinh nhiều. Chọn lấy một bộ kinh, mỗi ngày đều niệm kinh ấy, niệm đến nhuần nhuyễn, đừng cầu thông hiểu. Kinh này có ý nghĩa gì? Trước kia tôi đã từng nói với quý vị toàn là lời thật thà, trong kinh chẳng có ý nghĩa gì. Quý vị cầu thông hiểu điều gì? Những gì quý vị liễu giải toàn là giấy vọng tưởng, chắc chắn chẳng liễu giải nghĩa chân thật. Bài kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những gì quý vị hiểu đều là suy nghĩ lung tung, chắc chắn chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Như Lai chân thật nghĩa là gì? Chẳng có ý nghĩa. Đó là Như Lai chân thật nghĩa. Chẳng có ý nghĩa, tâm thanh tịnh, tâm đã định, đến lúc khởi tác dụng sẽ là vô lượng nghĩa. Trương Tam đến hỏi, cõi thường tịch quang giảng như thế nào? Quý vị giảng rõ ràng cho ông ta hiểu rõ. Lý Tứ đến hỏi, thường tịch quang giảng như thế nào? Quý vị lại giảng một cách khác, do cách giảng ấy Lý Tứ khai ngộ. Ông ta cũng hiểu rõ, chẳng có ý nghĩa, nên khi khởi tác dụng bèn có vô lượng nghĩa. Mỗi ý nghĩa thích hợp đối với một người, có thể làm cho người ấy khai ngộ, khiến người ấy được thọ dụng. Nếu có ý nghĩa, hỏng rồi. Kinh này chỉ thích hợp với một người, trừ người ấy ra, những người khác đều chẳng dùng được. Phật Pháp mầu nhiệm là mầu nhiệm ở chỗ này. Do vậy, quý vị quyết định chớ nên tìm ý nghĩa của nó. Quý vị niệm kinh thì niệm kinh nhằm đắc định, niệm kinh nhằm thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh bèn sanh thật tướng. Chúng ta niệm kinh nhằm mục đích này, cầu điều này. Cầu thẳng thừng, thỏa đáng, tiến nhập cõi thường tịch quang. Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm Phật cao nhất. Có mấy ai hiểu, mấy ai chịu thật thà làm? Sau khi xếp kinh lại, vẫn suy nghĩ loạn xạ, vẫn là cái này được, cái kia khá, chùa này khá lắm, pháp sư nọ rất tốt. Điều vẫn là tạo nghiệp luân hồi, phiền phức to lắm. Nếu quý vị nghe lời tôi, các pháp sư trong rất nhiều chùa miếu sẽ hận tôi thấu xương. Tôi chẳng có cách nào, chỉ đành ngay lập tức đến Tây Phương Cực Lạc thế giới lánh nạn. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong thời hiện tại chúng ta phải giữ gìn được tám điều này thì học Phật mới có thể thành tựu chẳng lui sụp. Chánh kinh: hà đẳng vi tứ sở vị, bất ưng thân cận giải đãi chi nhân. Những gì là bốn? Chính là chẳng nên thân cận người biến nhát. Chúng ta thường thân cận hạng người ấy, họ sẽ ảnh hưởng đến sự tu học của chúng ta. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ. Vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu đối với điều này chẳng hề để tâm cảnh giác, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc vô cùng. Đấy chính là điều ta thường gọi là nhân tình Phật sự. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với phàm phu sơ học. Học Phật ắt cần phải có lý tánh thối tình, phải buông xuống được thì mới có thể thành tựu. Pháp thứ nhất đấy nhằm vào ý đó. Phạm vi của chữ giải đãi rộng phi thường, quý vị có nhận ra chưa? Giải đãi lười biếng có phải là mỗi ngày ngủ dậy thật trễ hay chăng? Đối với hạng người ấy, đương nhiên quý vị chẳng thể thân cận. Họ còn bận ngủ, họ cũng chẳng kề cận quý vị được. Vậy thì ai mới là kẻ giải đãi?
Trước đây Ấn Quang Đại Sư từng giảng là kẻ nào ưa đến đạo tràng ngày ngày la cà đạo tràng, ngày ngày tìm náo nhiệt. Vì sao? Họ là giải đãi. Họ giải đãi đối với việc tu đạo, biến như tu định. Kẻ chẳng tu định tu huệ, cứ ngày ngày đuổi theo náo nhiệt thì gọi là kẻ giải đãi. Bởi thế chẳng được hiểu lầm ý nghĩa đoạn kinh này. Quý vị xem trong văn sao, trong Vĩnh Tư Lục, sẽ thấy mỗi khi lão đại hòa thượng vừa thấy đệ tử quy y đến thăm, ngài liền quở mắng: người đến đây làm chi? Con đến gặp sư phụ. Trước kia ngươi gặp sư phụ rồi, còn đến đây làm chi nữa? Ngài quát quay về. Đến chỗ Bon Chen, tâm cũng loạn động theo. Bảo ngươi ở nhà chắc thịt niệm Phật, ngươi chẳng chịu niệm. Ngươi còn muốn đến chùa miếu gặp sư phụ, có gì hay mà xem? Đó gọi là giải đãi. Sở dĩ Ấn Quang Đại Sư nói ra điều gì, ai nấy đều rất tôn kính, là vì pháp giáo hóa của ngài chưa có ai đề xứng cả. Hiện thời các đạo tràng mong mỏi tín đồ đông đảo, tín đồ không đến làm sao duy trì được đạo tràng. Bởi thế con người hiện tại đều chuộng náo nhiệt. Náo nhiệt chính là giải đãi. Đối với tu định tu huệ, tu tâm thanh tịnh mà giải đãi. Ở đây Phật dạy chúng ta chớ nên thân cận những kẻ như thế. Đừng ngày ngày bất chấp họ khiến cho tâm bị loạn động. Điều thứ hai là chánh kinh. Xả ly nhất thiết hội náo chi chúng, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Không nên ưa thích náo nhiệt, không chỉ có nghĩa là không ưa thích những nơi ăn chơi vui vẻ trong thế gian, mà đối ngay cả những chỗ hoan hỷ náo nhiệt, nơi cửa Phật cũng chẳng nên ham mê. Nói chung, điều gì trái nghịch với giới định huệ, trái nghịch với giác chánh thanh tịnh, đều là giải đãi ồn náo. Bởi thế đoạn văn này dung hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng. Mục đích của chúng ta là cầu giải thoát, cho nên phải hiểu rõ hai chữ giải thoát này. Giải là cởi mở. Cởi mở là gì? Cởi bỏ phiền não. Thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Mục đích của việc học Phật là đây. Nếu quý vị chẳng nghĩ đến giải thoát thì chẳng sao, cứ việc ngày ngày lăn vào nơi náo nhiệt. Còn ai là kẻ thật sự mong liễu sanh tử, thật sự niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc thế giới, thì nhất định phải tuân thủ lời dạy này. Trước đây trong thời kỳ Phật thất, Đàm Hư Đại Sư đã từng kể cho chúng tôi nghe đôi ba câu chuyện cũ, đều là chuyện thật. Ngài kể một đồ đệ niệm Phật của lão Pháp Sư Đế Nhàn, xuất thân là thợ đóng đai thùng, niệm Phật 3 năm bèn đứng mà vãng sanh. Người ấy chưa từng đọc sách, chưa hề biết chữ, chỉ là một người rất chân thật. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng chỉ dạy ông ta 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chẳng dạy điều gì khác. Chỉ dặn dò: ngươi cứ niệm một câu Phật hiệu này, niệm mà thì nghĩ, nghĩ ngươi xong lại niệm tiếp. Quả nhiên người ấy ở trong một tòa miếu hư nát, không ra ngoài khỏi cửa, niệm một câu Phật hiệu suốt 3 năm, chẳng bệnh tật gì, biết trước lúc mất, bèn đứng vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn cứ đứng suốt 3 ngày, để đợi lão hòa thượng Đế Nhàn thay mình lo việc hậu sự. Ông ta dựa vào đâu để thành tựu? Chính là chẳng thân cận kẻ giải đãi, rời bỏ hết thảy các chúng ồn náo. Bởi thế nói giải thoát chẳng khó,
Nhưng sao ngày nay chúng ta học Phật khó khăn đến thế? Đó là vì chúng ta phạm phải lỗi lầm sau đây. Hằng ngày đua theo náo nhiệt, coi chuyện đua chen nhiệt náo là Phật sự. Quý vị nói coi, đó có phải là vớ vẩn hay chăng? Quan niệm sai lầm rồi. Chánh kinh, đọc sử nhàn thị thường cần tinh tấn. Ở riêng chốn thanh vắng thường xuyên tinh tấn. Ấy là thật sự mong liễu sanh tử suốt tam giới, thật sự mong giải quyết xong vấn đề ngay trong một đời. Quý vị phải nhận biết niềm vui tịch tỉnh. Hoàn cảnh thanh tịnh chính là sự hưởng thọ tối cao của nhân sanh. Trong ấy có niềm vui chân thật. Thế nào là tinh tấn? Tinh là tinh thuần, chuyên nhất. Tấn là chẳng lui. Hiện tại người học Phật chúng ta thấy cũng rất siêng năng, nhưng chẳng phải là tinh tấn, mà chỉ là tạp tấn, loạn tấn, nên chẳng được thành tựu. Muốn thành tựu thì phải thâm nhập một môn. Điều thứ tư là chánh kinh, dĩ thiện phương tiện điều phục kỳ thân. Dùng phương tiện khéo điều phục cái thân, phương tiện khéo điều phục cái thân. Ở trong phần kệ tụng ở sau, ta sẽ thấy ý nghĩa này rõ hơn nữa. Câu kệ: tịch tỉnh thường tri túc. Ý nói điều phục cái thân, biết đủ thường vui. Cuộc sống rất dễ chịu, có áo để mặc, có cơm để ăn no ba bữa, có căn phòng nhỏ để đụng nắng che mưa là đủ quá rồi, chẳng cần chi hơn nữa. Có cầu thêm thì chỉ là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu thấy A Di Đà Phật, ngoài ra chẳng cầu cái gì khác nữa. Tâm quý vị định rồi, quý vị sẽ thật sự hưởng thọ an lạc. Dùng phương pháp ấy để điều phục thế thân. Những chuyện người đời tranh giành đều là giả, đều chẳng mang theo được, đều tranh chẳng được, đều là ngu si tạo tác tội nghiệp. Người thật sự hiểu thấu, người giác ngộ sẽ chẳng thèm tranh nữa, đều buông xuống hết. Nhất tâm hướng về đạo. Hướng về đạo là hướng về cái tâm thanh tịnh, hướng đến nguyện vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chính mình. Trên đây là Đức Phật vì chúng ta lại nói thêm bốn pháp vậy. Ngài nói xong lại phó chúc Di Lặc Bồ Tát, chứ thật ra là phó chúc mọi người chúng ta. Di Lặc Bồ Tát là người thay mặt cho chúng ta. Đoạn kinh này trọng yếu phi thường. Nói trong đời mạt sau lúc 500 năm là nói đến xã hội hiện tại. Nếu chúng ta muốn được không phiền não, mong đạt giải thoát, hai chữ giải thoát này rất trọng yếu. Chúng ta đọc chữ giải theo âm quan thoại là xe thì sẽ thành động từ, còn nếu đọc là dễ sẽ thành danh từ, tháo gỡ, dứt bỏ phiền não, nên gọi là giải trừ. Thoát là liễu thoát lục đạo sanh tử luân hồi mới kể là thành tựu. Nếu chẳng đoạn phiền não, chẳng thể liễu thoát sanh tử luân hồi, chẳng được kể là thành tựu. Bất luận tu pháp môn gì, tu giỏi đến đâu cũng chẳng thành tựu. Quý vị vẫn cứ phải sanh tử luân hồi y như cũ. Bởi thế hai chữ giải thoát trọng yếu phi thường. Có thể nói nó chính là mục tiêu tu học hiện tiền của chúng ta. Điều thứ hai là trừ diệt hết thảy nghiệp chướng. Tôi tin là người có nguyện vọng đạt mục tiêu thứ nhất liễu sanh tử chẳng có mấy. Dường như mục tiêu thấp nhất là tiêu nghiệp chướng, thì mọi người đều mong. Ít người mong liễu sanh tử, nhưng mong tiêu nghiệp chướng rất phổ biến. Nếu như quý vị mong tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng, thì có tám pháp như vậy. Đủ thấy tám pháp ấy trọng yếu phi thường.
tiếp theo đây Phật nói: Chánh kinh, ưng đương xả ly hội náo chi xứ, phải nên lìa bỏ những nơi ồn náo. Phải lìa bỏ những nơi ồn náo. Chúng ta là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân tái lai. Các vị Phật Bồ Tát tái lai tu hành chẳng giống chúng ta, mà là trong pháp đại thừa, ở trong chỗ náo nhiệt mà lìa náo nhiệt, chẳng phải là điều người bình thường làm được. Nếu ta học đòi các ngài xa lìa ồn náo trong chỗ ồn náo, ta nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Bởi thế chắc chắn là chẳng học được. Cuối bản kinh này có nói: Sơ nghiệp Bồ Tát chẳng giống như Huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh Bồ Tát phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Hạnh của các vị pháp thân đại sĩ nói ở trong kinh Hoa Nghiêm: Đích thật là phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn. Chúng ta là sơ học Bồ Tát, sanh tử là sanh tử, phiền não là phiền não, tuyệt đối chẳng thể phiền não chính là Bồ Đề. Chúng ta làm không được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ thân phận mình như thế nào, trình độ mình ra sao, phải nên tu học những gì. Hoàn cảnh nhất định ảnh hưởng đến tâm tình chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh bất hảo nào cũng sẽ khiến cho thân tâm ta chẳng đạt được hoàn cảnh thanh tịnh, nên nhất định phải xa lìa. Vì thế Đức Phật mới dạy chúng ta xa lìa những nơi náo nhiệt xô bồ. Chỉ riêng pháp môn này nhiếp thọ căn cơ rộng lớn, đáng gọi là thích hợp khắp ba căn, lợi căn lẫn độn căn đều hoàn toàn thâu nhiếp. Dẫu tạo tội ngũ nghịch thật ác, chỉ cần quý vị giác ngộ chịu quay đầu, vẫn được giảng sanh y hệt. Quý vị chớ nên nghĩ ta tạo nghiệp rất nặng, chắc là phẩm vị giảng sanh rất thấp, chỉ sợ là hạ hạ phẩm giảng sanh, chưa chắc. Quý vị thấy phạm nhân can án tử hình luôn tạo tội nghiệp, bị phán án tử hình, do niệm Phật bèn có thể ngồi giảng sanh tự tại trong ngục, chẳng ngã bệnh, cũng là biết trước lúc mất. Giảng sanh như vậy thì tuyệt đối chẳng phải là hạ phẩm hạ sanh. Từ kinh luận Tịnh Tâm chúng ta có thể thấy điều này. Giảng sanh là hai thứ công đức, một là tích công lũy đức giảng sanh, giống như chúng ta nay đang niệm Phật tu tập tích lũy công đức mỗi ngày giảng sanh như thế đó. Loại kia là kẻ có tội, tạo tội nghiệp rất nặng, lâm chung sám hối giảng sanh. Như pháp sư Oánh Kha là sám hối giảng sanh, bản thân sư biết chính mình tội nghiệp rất nặng. Trong các kinh điển chúng ta thấy A Xà Thế Dương Kinh, nhà vua cũng là sám hối giảng sanh. Trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có đề cập: Vua A Xà Thế khi lâm chung mới sám hối, biết chính mình sai trái, tâm sám hối vô cùng dũng mãnh. Nhà vua giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Vì vậy, phẩm vị cao hay thấp thường chẳng phải là bọn phàm phu chúng ta có thể tưởng tượng được. Một niệm hồi tâm dũng mãnh, đúng là người bậc thượng trong loài người. Vì thế tâm nhất định phải định nơi pháp môn này, quyết định chẳng còn thay đổi nữa. Cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân đến bảo chúng ta, ta còn có một pháp môn dễ dàng và thỏa đáng hơn pháp này. Quý vị bèn thưa: Ta ơn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tu pháp môn này là đủ rồi. Dẫu pháp môn ấy tốt đẹp đến mấy, con cũng không cần.
con vẫn khăng khăng quyết chí tu pháp môn này, như vậy thì mới được, tâm của quý vị mới thực sự định. Đó là yếu tố thành công, quyết định trở nên sửa đổi, quyết định trở nên biến cải. Và quyết định chẳng bị dao động, chẳng dễ dàng. Còn có nhiều người tốn thời gian nhiều hơn tôi, mà vẫn chưa thể thấu hiểu giáo hạ. Người như vậy nhiều lắm. Nguyên nhân là đâu? Chẳng phải là họ không dụng công, chẳng phải là họ không tinh tấn. Nói thật ra là do thiếu một vị cao nhân ở bên cạnh chỉ bảo. Quý vị thấy điều này có quan hệ trọng yếu lắm. Chính mình mò mẫm sai lầm trên con đường ấy, nhưng chính mình chẳng biết. Nói cách khác, đi theo con đường ấy rất oan uổng, uổng phí thời gian. Vì lẽ đó, tu học pháp thế gian hay xuất thế gian đều giống nhau. Then chốt thành hay bại là phải có bậc thầy thật sự cao minh ở bên cạnh giám sát. Hễ quý vị hơi đi chệch đường, thầy có thể giúp đỡ uốn nắn quý vị, như vậy thì quý vị mới chẳng bị lạc lối oan uổng. Trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hùng vừa mở đầu, Đức Phật liền dạy: một điều kiện quan trọng nhất trong tu học là phải cầu minh sư. Tôi nói minh sư chẳng phải là chữ danh trong danh nhân, mà là chữ minh trong quang minh. Tiếng tâm lẫy lừng vô dụng. Này chúng ta nói là người rất nổi tiếng, chưa chắc đã là bậc thầy thật sự tốt đẹp. Bậc thầy thật sự tốt đẹp chưa chắc đã có người biết đến. Minh sư là người thật sự hữu tu hữu học. Đương nhiên tốt nhất là người có chứng đắc. Quý vị gặp được người như vậy, nghe lời vị ấy, nương theo lời vị ấy bảo, sẽ hết sức ổn thỏa, thích đáng. Chẳng gặp bậc cao minh, chính mình mò mẫm, tìm lỗi sai lầm, rất uổng phí đời này. Vì thế, sanh thâm tháng dài, rất khó đạt được. Hiện thời, các đồng tu muốn tôi dạy họ phương pháp. Tôi bèn dạy họ xếp hết thảy kinh luận lại, chuyên niệm một bộ kinh. Niệm bao lâu? Trước đây cổ nhân lập kỳ hạn 5 năm. Hiện thời sợ 5 năm quá dài, quý vị chịu không nổi, nên tôi rút ngắn kỳ hạn thành 3 năm. Nếu cảm thấy 3 năm còn quá dài, chẳng có cách nào cả, không thể ít hơn 3 năm. Ít hơn 3 năm sẽ vô dụng, cũng có nghĩa là căn của quý vị quá mỏng yếu. Trước kia dùng thời gian 5 năm để dung bồi căn. Hơn nữa thuở ấy, lòng người thuần hậu, phong tục trong xã hội thiện lương, mà vẫn cần tốn thời gian 5 năm để dung bồi. Thế giới hiện tại phồn hoa, quá nhiều vọng niệm. Nói thật thà, 5 năm chẳng đủ, vẫn phải kéo dài hơn. Hiện nay con người cứ than gian, thời gian 5 năm quá dài, phải rút ngắn, làm thế nào được nữa? Chẳng có cách nào cả, phải dốc sức 3 năm để tu căn bản trí, tu thanh tịnh tâm. Chỉ có thân tâm thanh tịnh thì mới có thể tiếp nhận thánh giáo của Như Lai. Vì Phật Pháp lưu lộ từ tâm thanh tịnh của Phật Bồ Tát. Quý vị chẳng thanh tịnh, có học 100 năm cũng chẳng thể tiến nhập. Vì sao? Pháp và quý vị chẳng tương ứng. Những gì quý vị đã học là văn tự, là bề ngoài, quyết định chẳng thể tiến nhập. Vì vậy nhất định phải dốc sức từ tâm thanh tịnh. Đến khi nào lại học rộng nghe nhiều? Sau khi học rộng nghe nhiều thì mới có thể sanh thâm thắng giải. Đó là tu học có từng giai đoạn, chẳng phải là đạt được ngay lập tức. Học rộng nghe nhiều sau khi đã xuất sư. Nói theo lối thông tục của người Hoa là xuất sư, còn người hiện thời nói là tốt nghiệp, rời khỏi trường, rời khỏi thầy.
rời khỏi trường, rời khỏi thầy để làm gì? Khi đó gọi là tham học. Tham học là học rộng nghe nhiều. Vì sao? Hoàn toàn rời khỏi thầy, chẳng còn bị thầy ràng buộc. Cơ sở định huệ của chính mình đã được kiến lập. Cơ sở định huệ lấy gì làm tiêu chuẩn? Lấy những điều đang được bàn luận ở đây để nói. Sẽ là ngũ căn, ngũ lực, tịnh tấn, niệm, định huệ của quý vị, hữu lực. Thầy cho quý vị ra ngoài, có thể đi tham học, có thể học rộng nghe nhiều. Quý vị chẳng có ngũ căn, ngũ lực, sẽ là phường bèo dạ, có tư cách gì để tham học? Hệ tham học sẽ nguy to. Vì sao? Nghe nói pháp sư này đường lối khá lắm, nghe nói vị kia đường lối cũng hay lắm, nghe hai vị thầy giảng là hai con đường, ba vị thầy là ngã ba, bốn vị thầy bèn là ngã tư, chẳng biết chọn đường nào mới nên. Bản thân chẳng có chủ ý, chẳng có căn, chẳng có lực, chạy theo kẻ khác, chẳng thể hàng phục người ta, luôn bị người ta hàng phục. Vì thế người như vậy chẳng thể đi tham học. Từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử là học trò của Văn Thù Bồ Tát. Trong hội Văn Thù Bồ Tát, Ngài đạt được căn, ngũ lực thành tựu. Văn Thù Bồ Tát mới cho phép Ngài đi ra ngoài, mới tham học 53 lượt. Tham học 53 lượt rồi, mới sanh sự lý giải thù thắng sâu xa. Chứ vị đồng tu nhất định phải biết điều này. Thứ tự và quá trình tu học trong Phật Pháp là như vậy. Cho nên điên đảo, chẳng thể vượt ngoài thứ tự. Có người hiện thời tu học, nói thật ra, chẳng tuân theo phương pháp nào. Vừa mở đầu, liền học rộng, nghe nhiều. Vừa xuất gia, thậm chí có cả chưa xuất gia, đã đến học trước tại Phật học viện. Khóa trình trong Phật học viện là học rộng, nghe nhiều, nhiều thầy, sắp xếp nhiều khóa trình. Kết quả là tốt nghiệp xong, học được những thứ gì? Nói khó nghe một chút là tà tri tà kiến. Tâm quý vị chẳng tương ứng với đạo, tâm chẳng tương ứng với giác chánh tịnh. Hết thảy đại thừa Phật Pháp do quý vị đã học sẽ là tăng trưởng tà kiến. Thanh Lương Đại Sư đã nói như vậy đó. Chứ vị hãy suy nghĩ cặn kẽ, rất có lý. Đúng là tăng trưởng tà kiến. Vì những ý nghĩa trong kinh điển do quý vị lý giải chẳng phải là ý nghĩa của Phật, mà toàn là do chính quý vị giấy vọng tưởng. Đó là ý nghĩa của quý vị. Trong bài kệ khai kinh có câu: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Quý vị suy tưởng nghĩa chân thật của Như Lai ở chỗ nào? Chính mình phải thật sự đạt tự giác, chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, thì tâm mới có thể thấu hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta mới hoạt điên đảo, tà tri tà kiến, phiền não trùng trùng, làm sao có thể lý giải nghĩa chân thật của Phật cho được? Làm sao có thể tham học cho được? Nói thật thà, Phật học viện trong hiện thời là tham học. Có thể đến học tại Phật học viện, nhưng loại người nào đến học thì mới có lợi ích. Phải đã trải qua huấn luyện cơ bản, thành tựu ngũ căn ngũ lực, rồi mới đến học tại Phật học viện thì được. Vì sao? Có thể viên mãn hậu đắc trí. Nhưng quý vị phải có căn bản trí. Chẳng có căn bản trí, lấy đâu ra hậu đắc trí? Vì lẽ đó, Phật học viện là 53 lần tham học, cả bình phàm chẳng thể đến học. Thiện Tài Đồng Tử mới có tư cách đến học. Nếu chẳng có căn bản trí mà quý vị đi tham học, nói thật ra không chỉ chẳng đạt được lợi ích, xác thực là hủy diệt tiền đồ của chính mình. Chúng ta phải hiểu đích xác, phải cảnh giác thật sâu chuyện này. Chúng ta chẳng đến học tại Phật học viện, đại tạng kinh nhiều ngần ấy, trong ngoài nước rất nhiều cao tăng đại đức và các vị đại cư sĩ tại gia, chúng ta có nên tham học hay không? Không nên. Nếu là đại thiện tri thức chân chánh, quý vị muốn đến hỏi han thỉnh giáo Ngài, Ngài sẽ đuổi quý vị đi. Trong Cao Tăng Truyện có chép chuyện ấy,
quý vị đến tham học, Ngài bèn đuổi quý vị đi. Đó là thật sự yêu thương quý vị. Vì sao? Tu học pháp môn khá, quý vị hãy nên thâm nhập một môn. Ác phải là sau khi căn bản trí của chính mình đã thành tựu, khi ấy mới có tư cách tham học. Nói thông tục là đã xuất sư, có thể rời khỏi thầy, vì căn đã hữu lực. Hữu lực là có thể độc lập, khi chưa có lực chẳng thể độc lập, cần có thầy nâng đỡ. Hiện thời trong Phật môn, người hiểu đạo lý này chẳng nhiều, người nương theo phương pháp này để tu học lại càng ít ỏi. Do đó, tuy niệm Phật là đạo dễ hành, nhưng niệm câu Phật hiệu chẳng tốt đẹp, trọn chẳng thể tương ứng, sẽ chẳng thể giảng sanh. Học những thứ khác khỏi cần phải nói nữa. Sanh thâm thắng giải này, tôi nói rõ cùng quý vị một câu, chẳng phải là trong một thời gian rất ngắn, một sớm một chiều mà không đạt được. Mọi người nhất định phải có lòng kiên nhẫn, tâm thường hằng, tâm tu học dài lâu. Hơn nữa, phải đặt trọng điểm tu học nơi tâm thanh tịnh. Không cần phải mong ta biết rất nhiều thứ chẳng cần thiết, mà phải mong cầu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Sau khi trí huệ khai, pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị chỉ tiếp xúc bạn thông đạo của kẻ khác. Tôi phục nhất thiết chư ma quân. Quân là quân đội. Từ ngữ này nhằm tỉ dụ ý nghĩa đông đảo. Ma quá đông, hàng ngày từ sáng đến tối, chúng ta đều gặp các ma quân ý. Quý vị có gặp kẻ này nói, niệm Phật làm quái gì? Thiền hay hơn. Kẻ khác, mật hay hơn. Kẻ nọ lại nói, kinh này hay lắm. Hay không? Toàn là ma quân. Vì sao? Họ mong sao quý vị bỏ qua pháp môn niệm Phật, học theo họ. Thời thời khắc khắc chúng ta gặp phải những kẻ ấy. Đó là tôi phục nhất thiết. Tâm cụ đại định. Chẳng hiểu rõ lý sự, người ta nói sơ sơ mấy câu, tâm liền dao động, quảng hút, họng bé. Đó là tính của người ấy có căn nhưng chẳng có lực. Tính có lực thì tính căn càng tăng trưởng, có sức mạnh, có thể đoạn nghi, bất dị động dao. Tính tâm tuyệt đối, chẳng bị dao động bởi những tri kiến, chẳng thế nào xảy ra. Năng cự tà ngoại. Người ấy có năng lực chống lại, đã phá những tà thuyết tri kiến của ngoại đạo, bất dị mê loạn, chẳng bị người khác mê hoặc, cũng chẳng bị người ta nói dâm ba câu, tâm chính mình liền bị loạn. Chẳng thể nào, tâm người ấy vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn định, vĩnh viễn quang minh. Căn ấy bèn sanh ra sức mạnh, năng phá phiền não, bất dị xâm hại cổ. Người có tính tâm, nói thật thà, chẳng sanh phiền não. Hễ còn sanh phiền não, tức là tính vẫn chưa có lực. Người có tính lực chẳng sanh phiền não. Vì sao? Tâm người ấy có chủ tể, có sự chuyên chủ. Chẳng hạn như người niệm Phật, nếu tính sanh ra sức mạnh, người ấy niệm niệm chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn có phiền não chi nữa? Bất quá ở tạm trong thế giới này vài ngày mà thôi. Thế giới này là quán trọ, nghỉ ngơi ở đây một chút, quý vị tốt đẹp cũng thế, mà chẳng tốt đẹp cũng thế. Vì sao? Chẳng liên quan gì đến ta. Hai hôm sau ta sẽ đi, ta sẽ chẳng so đo với quý vị, phiền não gì cũng đều chẳng có. Vì sao người ta sanh phiền não? Do coi thế gian này như quê nhà, đối với người, đối với sự, thứ gì cũng đều so đo, phiền não chẳng xong. Thật sự sanh tính tâm đối với tịnh tâm, nhất định là thân tâm, thế giới, hết thảy đều buông xuống. Đó là có thể phá phiền não. Phương pháp đúng là tuyệt diệu. Phiền não chướng chẳng đoạn, mà tự nhiên chẳng còn. Cao minh lắm. Vì vậy, pháp môn được gọi là diệu pháp, rất qua lý. Chẳng cần đoạn, mà chính mình chẳng có phiền não. Bớt dị xâm hại.
Phiền não quyết định chẳng thể tổn hại quý vị, không thể phá hoại tín tâm của quý vị. Nhất tổng dư thừa, như thượng căn lệ. Ngũ căn lấy tính căn làm tổng quát, bốn căn còn lại đều do tính căn sanh ra. Ngũ lực cũng chẳng ra ngoài lệ ý, ngũ lực dẫn lấy tính lực làm tổng quát. Hệ tính đã có sức mạnh thì những điều sau đó như tấn, niệm, định và huệ thấy đều có lực. Tính chẳng có lực, bốn điều sau đó cũng chẳng có lực. Có thể thấy mối quan hệ này hết sức chặt chẽ. Do vậy có thể biết, dung bồi tính tâm vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trong pháp môn tịnh tâm, tính là điều kiện thứ nhất trong ba tư lương, là điều kiện cơ bản nhất. Chứ vị hãy suy ngẫm, chẳng có tính thì làm sao quý vị có thể phát nguyện cho được? Làm sao quý vị niệm Phật cho được? Vì có chân tính thì mới có thể sanh khởi nguyện, nguyện sanh từ tính. Đã có nguyện thì mới bằng lòng niệm Phật. Chẳng nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy niệm Phật để làm chi? Sẽ chẳng niệm. Do đó có thể biết, tính là căn bản của căn bản, đích xác là điều kiện cơ bản. Chúng ta tu học theo nhất định một vị thầy cũng là vì cùng một lý do như thế. Nếu chẳng có tính tâm đối với thầy, dẫu quý vị theo thầy lâu đến mấy, phương pháp của thầy xảo diệu đến mấy, chỉ vậy quý vị cũng chẳng đạt được gì cả. Vì sao? Chẳng tin tưởng thầy, chẳng có tính tâm, tất nhiên khinh mạng thầy. Vì thế, một người tôn kính thầy, vì sao người ấy tôn kính? Người ấy tin tưởng. Càng có tính tâm đối với thầy, càng cung kính thầy, biểu hiện ra ngoài là tôn sư. Thầy thấy quý vị tôn kính dường ý, biết quý vị rất tin tưởng thầy, lời thầy nói ra quý vị có thể y giáo phụng hành, nên thầy sẽ nghiêm túc dạy. Thầy dạy dỗ mà quý vị bề ngoài dân nhận, trong lòng chống trái, chỉ cung kính bề ngoài, chẳng có tác dụng gì hết, giả chất. Thầy chẳng thể dạy quý vị, vì sao? Dạy quý vị cũng học chả hiểu, uổng phí tinh thần, uổng phí thời gian. Thầy chẳng làm chuyện ngốc nghếch ấy. Thật sự cung kính là y giáo phụng hành, tuyệt đối không phải là hình thức. Chúng ta phải hiểu điều này. Hình thức quá nữa là làm cho người khác xem, nhằm tạo ảnh hưởng đến đại chúng. Mọi người chẳng biết đến học vấn và đạo đức của vị thầy ấy, cho nên ta dùng phương pháp ý nhằm khơi gợi người khác. Đó là thật sự từ bi. Cung kính thầy khiến cho người khác nhìn vào sẽ tự hỏi, vì sao người ấy cung kính vị thầy ấy như vậy? Nghe ngóng, vị ấy thật sự có học vấn đạo đức, bèn khởi tâm kính ngưỡng, thậm chí theo vị thầy ấy tu học. Dùng ý ở chỗ này, đó là gì? Biểu diễn. Biểu diễn trên sân khấu một phen khổ tâm như vậy, tuyệt đối chẳng phải là thầy đòi hỏi học sinh lễ phép bề ngoài, hoặc chỉ có hình thức. Không phải vậy. Cung kính nhất là y giáo phụng hành. Thật sự cúng dường cũng là y giáo tu hành để cúng dường. Thầy đối với trò có một niềm kỳ vọng như thế mà thôi. Tính di đạo nguyên công đức mẫu, kinh Hoa Nghiêm nói đến cội nguồn nhập đạo. Hết thảy công đức đều sanh trưởng từ tính tâm. Trong 37 đạo phẩm, trong ngũ căn ngũ lực, tính xếp hàng đầu. Trong ba tư lương của tịnh tâm, tính cũng được xếp đứng đầu. Trong 11 món thiện pháp đầu tiên là tính. Trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa của nhà Phật, sắp theo thứ tự thuận thì đầu tiên là tính. Chẳng tin, hết thảy sẽ chẳng thể thành tựu. Do đó mở kinh điển ra, như thị ngã văn là tính thành tựu, tức món đầu tiên trong 6 món thành tựu. Do đó chúng ta phải hết sức quan trọng điều này. Kiến lập tính tâm có hai nguồn cội. Một là thiện căn trong đời quá khứ, tự nhiên sanh lòng kính tính đối với Tam Bảo và đối với thầy. Loại thứ hai là đối với lý luận Phật pháp sẽ dần dần hiểu rõ, tính tâm tăng trưởng. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là tôi phục nhất thiết, tâm cụ đại định. Chẳng hiểu rõ lý sự, người ta nói sơ sơ mấy câu, tâm liền dao động, quảng hốt, họng bé. Đó là tính của người ấy có căng nhưng chẳng có lực. Tính có lực thì tính căng càng tăng trưởng, có sức mạnh, có thể đoạn nghi, bất dị động dao. Tính tâm tuyệt đối, chẳng bị dao động bởi những tri kiến, chẳng thể nào xảy ra. Năng cự tà ngoại, người ấy có năng lực chống lại, đã phá những tà thuyết tri kiến của ngoại đạo, bất dị mê loạn, chẳng bị người khác mê hoặc, cũng chẳng bị người ta nói dâm ba câu, tâm chính mình liền bị loạn. Chẳng thể nào, tâm người ấy vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn định, vĩnh viễn quang minh. Căn ấy bèn sanh ra sức mạnh, năng phá phiền não, bất dị xâm hại cổ. Người có tính tâm, nói thật thà, chẳng sanh phiền não. Hễ còn sanh phiền não, tức là tính vẫn chưa có lực. Người có tính lực chẳng sanh phiền não. Vì sao? Tâm người ấy có chủ tể, có sự chuyên chủ. Chẳng hạn như người niệm Phật, nếu tính sanh ra sức mạnh, người ấy niệm niệm chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn có phiền não chi nữa? Bất quá ở tạm trong thế giới này vài ngày mà thôi. Thế giới này là quán trọ, nghỉ ngơi ở đây một chút, quý vị tốt đẹp cũng thế, mà chẳng tốt đẹp cùng thế. Vì sao? Chẳng liên quan gì đến ta. Hai hôm sau ta sẽ đi, ta sẽ chẳng so đo với quý vị, phiền não gì cũng đều chẳng có. Vì sao người ta sanh phiền não? Do coi thế gian này như quê nhà, đối với người, đối với sự, thứ gì cũng đều so đo, phiền não chẳng xong. Thật sự sanh tính tâm đối với tịnh tâm, nhất định là thân tâm, thế giới, hết thảy đều buông xuống. Đó là có thể phá phiền não. Phương pháp đúng là tuyệt diệu. Phiền não chứng chẳng đoạn, mà tự nhiên chẳng còn, cao minh lắm. Vì vậy pháp môn được gọi là diệu pháp, rất qua ly. Chẳng cần đoạn mà chính mình chẳng có phiền não, bớt dị xâm hại. Phiền não quyết định chẳng thể tổn hại quý vị, không thể phá hoại tính tâm của quý vị. Nhất tổng dư thừa, như thượng căn lệ. Ngũ căn lấy tính căn làm tổng quát, bốn căn còn lại đều do tính căn sanh ra. Ngũ lực cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, ngũ lực vẫn lấy tính lực làm tổng quát. Hệ tính đã có sức mạnh, thì những điều sau đó như tấn, niệm, định và huệ, thấy đều có lực. Tính chẳng có lực, bốn điều sau đó cũng chẳng có lực. Có thể thấy mối quan hệ này hết sức chặt chẽ. Do vậy có thể biết, dung bồi tính tâm vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong pháp môn tịnh tâm. Tính là điều kiện thứ nhất trong ba tư lương, là điều kiện cơ bản nhất. Chứ vị hãy suy ngẫm, chẳng có tính thì làm sao quý vị có thể phát nguyện cho được? Làm sao quý vị niệm Phật cho được? Vì có chân tính thì mới có thể sanh khởi nguyện. Nguyện sanh từ tính. Đã có nguyện thì mới bằng lòng niệm Phật. Chẳng nghĩ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy niệm Phật để làm chi? Sẽ chẳng niệm. Do đó có thể biết, tính là căn bản của căn bản, đích xác là điều kiện cơ bản. Chúng ta tu học theo nhất định một vị thầy cũng là vì cùng một lý do như thế. Nếu chẳng có tính tâm đối với thầy, dẫu quý vị theo thầy lâu đến mấy, phương pháp của thầy xảo diệu đến mấy, chỉ vậy quý vị cũng chẳng đạt được gì cả.
Vì sao? Chẳng tin tưởng thầy, chẳng có tín tâm, tất nhiên khinh mạng thầy. Vì thế, một người tôn kính thầy, vì sao người ấy tôn kính, người ấy tin tưởng? Càng có tín tâm đối với thầy, càng cung kính thầy, biểu hiện ra ngoài là tôn sư. Thầy thấy quý vị tôn kính dường ý, biết quý vị rất tin tưởng thầy, lời thầy nói ra, quý vị có thể y giáo phụng hành, nên thầy sẽ nghiêm túc dạy. Thầy dạy dỗ mà quý vị bề ngoài dân nhận, trong lòng chống trái, chỉ cung kính bề ngoài, chẳng có tác dụng gì hết, giả chất. Thầy chẳng thể dạy quý vị, vì sao? Dạy quý vị cũng học chẳng hiểu, uổng phí tinh thần, uổng phí thời gian. Thầy chẳng làm chuyện ngốc nghếch ấy. Thật sự cung kính là y giáo phụng hành, tuyệt đối không phải là hình thức. Chúng ta phải hiểu điều này. Hình thức quá nữa là làm cho người khác xem, nhằm tạo ảnh hưởng đến đại chúng. Mọi người chẳng biết đến học vấn và đạo đức của vị thầy ấy, cho nên ta dùng phương pháp ấy nhằm khơi gợi người khác. Đó là thật sự từ bi. Cung kính thầy khiến cho người khác nhìn vào sẽ tự hỏi, vì sao người ấy cung kính vị thầy ấy như vậy? Nghe ngóng, vị ấy thật sự có học vấn đạo đức, bèn khởi tâm kính ngưỡng, thậm chí theo vị thầy ấy tu học, dùng ý ở chỗ này. Đó là gì? Biểu diễn. Biểu diễn trên sân khấu một phen khổ tâm như vậy, tuyệt đối chẳng phải là thầy đòi hỏi học sinh lễ phép bề ngoài, hoặc chỉ có hình thức, không phải vậy. Cung kính nhất là y giáo phụng hành. Thật sự cúng dường cũng là y giáo tu hành để cúng dường. Thầy đối với trò có một niềm kỳ vọng như thế mà thôi. Tính di đạo nguyên công đức mẫu, kinh Hoa Nghiêm nói đến cội nguồn nhập đạo. Hết thảy công đức đều sanh trưởng từ tính tâm. Trong 37 đạo phẩm, trong ngũ căn ngũ lực, tính xếp hàng đầu. Trong ba tư lương của tịnh tâm, tính cũng được xếp đứng đầu. Trong 11 món thiện pháp đầu tiên là tính. Trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa của nhà Phật, sắp theo thứ tự thuận thì đầu tiên là tính. Chẳng tin, hết thảy sẽ chẳng thể thành tựu. Do đó mở kinh điển ra, như thị ngã văn là tính thành tựu, tức món đầu tiên trong 6 món thành tựu. Do đó chúng ta phải hết sức quan trọng điều này. Kiến lập tính tâm có 2 nguồn cội. Một là thiện căn trong đời quá khứ, tự nhiên sanh lòng kính tín đối với Tam Bảo và đối với thầy. Loại thứ hai là đối với lý luận Phật pháp sẽ dần dần hiểu rõ. Tính tâm tăng trưởng. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng nay có mấy vị pháp sư từ núi Sư Đầu đến thăm. Hỏi tôi mấy chuyện ngoài chuyện niệm Phật. Họ hỏi: thưa pháp sư, đối với cách nói của những vị pháp sư nào đó, thầy có cách nhìn như thế nào? Tôi chắp tay: A Di Đà Phật, tôi chẳng có cách nhìn gì hết. Vì sao? Chẳng liên quan gì đến tôi. Chúng ta vẫn phải chia trí quan tâm pháp sư này, pháp sư nọ, phương pháp tu hành này, phương pháp tu hành nọ. Thì nói thật thà, chúng ta chẳng khéo niệm Phật, trong tâm vẫn còn xen tạp những thứ lộn xộn, tâm chúng ta làm sao có thể thanh tịnh cho được? Điều quan trọng nhất trong pháp môn này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, hà có tâm tư quan tâm tới chuyện của kẻ khác. Những chuyện ấy về căn bản là chẳng dính líu gì đến chúng ta. Nên tôi khuyên họ, hãy thật thà niệm Phật, niệm y báo và chánh báo trang nghiêm trong
Tây phương cực lạc thế giới. Đó là chánh niệm. Niệm những chuyện khác đều là vọng niệm, đều là tạp niệm, gây chướng ngại rất lớn cho người tu tịnh nghiệp chúng ta. Định căn giả, ký niệm thử lý, hệ duyên nhất cảnh, tương ứng bất tán, thị danh di định. Chúng ta quy nạp toàn bộ vào tịnh độ để nói, thì tâm định nơi A-di-đà Phật, định nơi Tây phương cực lạc thế giới. Suốt đời quyết định tu học pháp môn này. Ngoài pháp môn do chính mình chuyên tu ra, đối với hết thảy các pháp môn do Đức Phật đã nói, chúng ta cung kính, tán thán. Đó là đúng. Đối với hết thảy các pháp môn, bất văn, bất thính. Bất văn là ta không nghe. Những kinh điển thuộc các pháp môn khác, ta chẳng xem, mà cũng chẳng nghe, cũng chẳng hỏi tới. Ta chẳng có câu hỏi gì, ta niệm A-di-đà Phật, ta còn có thắc mắc gì, chẳng có thắc mắc gì, thái độ ấy là đúng. Tâm chúng ta thanh tịnh, Đức Phật ngoại vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta thấy đều nên cung kính. Ai thích tu pháp môn nào cũng đều được cả. Chẳng có thứ gì không tốt đẹp, tuyệt đối chớ nên nói, quý vị chẳng tu pháp môn tịnh độ chẳng tốt. Chớ nên dấy lên ý niệm ấy, ai nấy có nhân duyên riêng. Chúng ta biết pháp môn này tốt đẹp, nhưng còn có rất nhiều kẻ coi thường pháp môn này. Đó là chuyện của họ, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta tu học pháp môn này, đừng nói là trước kia, ngay trong thời cận đại, chúng ta đã thấy bao nhiêu người thật sự nương theo pháp môn này giảng sanh. Có thụy tượng rất tốt lành, biết trước lúc mất. Có người đứng giảng sanh, có người nằm giảng sanh, chẳng bị bệnh khổ, biết chính mình sẽ giảng sanh lúc nào. Những trường hợp như vậy đều là chứng cớ rành rành. Những pháp môn khác tuy hay, hay đến mức độ nào chúng ta cũng không biết, cũng chẳng hoài tới, mà cũng chẳng nghiên cứu. Nhưng tối thiểu là những gương thành tựu của họ chẳng nhiều, chẳng phổ biến bằng pháp môn này. Chúng ta biết học pháp môn này là thích hợp. Tu những pháp môn khác có thể sẽ chẳng thể thành tựu trong một đời này. Cổ Đức thường nói các pháp môn khác là đạo khó hành, pháp môn này là đạo dễ hành. Tầm quan trọng của việc nghe kinh. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta chọn pháp môn trì danh niệm Phật. Pháp môn này tiện lợi nhất khi đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng chướng ngại. Chỉ cần thật sự chịu niệm, niệm đúng như lý, như pháp thì sẽ đạt được hiệu quả. Kinh chẳng thể không nghe, không hiểu giáo lý mà niệm Phật trong niệm Phật đường. Lúc ban đầu rất hoan hỷ, rất sốt sắng, nhưng niệm một thời gian sau sẽ giải đãi làm biến. Vậy là vì nguyên nhân gì? Không hiểu giáo lý nên niệm Phật chẳng có được hiệu quả. Lúc chẳng niệm tâm tán loạn, phiền não rất nhiều. Lúc niệm tâm cũng tán loạn, phiền não cũng vẫn nhiều, nên mới thoái tâm. Do đó tham khảo giáo lý vô cùng quan trọng. Năm xưa lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mỗi ngài đều giảng kinh thuyết pháp, mục đích chẳng gì khác là muốn cho mọi người hiểu đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, giữ cho đừng thoái chuyển, làm cho công phu đắc lực. Đúng như lý như pháp thì công phu dễ đắc lực hơn. Công phu đắc lực thì đương nhiên sẽ dễ bảo trì. Công phu chẳng đắc lực thì sẽ bảo trì chẳng được. Phiền não, nghiệp chướng, tập khí của chúng ta vô cùng nặng nề. Nếu chẳng hạ quyết tâm để khắc phục, đời này tuy có cơ duyên nghe được Phật Pháp, nhưng đời sau vẫn sẽ là sáu nẻo luân hồi.
chuyện này cũng giống như đánh giặc. Nếu đánh thua thì sẽ chẳng thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, cho nên nhất định phải hạ quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của mình, như vậy mới là anh hùng. Đại điện trong Phật môn gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng tức là đại anh hùng. Những gì phần đông người ta chẳng làm nổi mà người ấy làm nổi. Phần đông người ta chẳng thể khắc phục phiền não tập khí của mình, người ấy có thể khắc phục. Người ấy chính là anh hùng hảo hán. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. C nhỏ, nắm chắc cơ hội tốt. Phật Bồ Tát Từ Bi giúp cho chúng ta có được hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh làm việc rất tốt. Cơ duyên này thật là vô cùng khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhưng thường chúng ta đều bỏ lỡ, chẳng coi trọng, ngay trước mặt mà lướt qua, thiệt rất đáng tiếc. Nếu biết cơ hội tốt rất khó gặp, thời gian gặp được thường thường rất ngắn ngủi, cho nên khi người ta có trí huệ, gặp được liền mau nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông thả, lợi dụng cơ hội này thành tựu cho mình, lợi ích chúng sanh. Cổ kim trung ngoại, phàm những người đã thành tựu trong thế gian và xuất thế gian, cứ quan sát kỹ thì sẽ thấy họ đều biết nắm lấy cơ hội. Phàm những người thất bại đều vì họ đánh mất thời cơ tốt đẹp. Do đó, có thể nhận biết cơ hội tốt là trí huệ, học vấn. Nắm lấy cơ hội tốt là phước báo chân thật. Trong thời thế ngày nay, ở đâu cũng động loạn chẳng an. Từ trước đến giờ trong lịch sử chưa từng xảy ra. Trong kinh Đức Thế Tôn nói về ngũ trược ác thế, chúng ta ngày nay có thể ý thức được. Hơn nữa lại còn trược ác đến cùng cực. Trong hoàn cảnh như vậy mà chúng ta có thể gặp được Phật Pháp, vẫn còn có được một hoàn cảnh tu học tốt đẹp, đây là phước báo tu được từ vô lượng kiếp đến nay. Nhiều người muốn thật sự tu hành trên thế gian nhưng kiếm chẳng ra hoàn cảnh tu học. Thật sự dụng công nhưng tìm chẳng ra hoàn cảnh tu học là duyên chẳng đủ. Có hoàn cảnh tu học nhưng chẳng chịu dụng công là thiện căn, phước đức chẳng đủ. Trong kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh cõi ấy. Chúng ta có nhân duyên nhưng thiện căn phước đức chẳng đủ. Sức mạnh của tín nguyện không mạnh là thiện căn chẳng đủ. Chẳng chịu làm thật sự là phước đức chẳng đủ. Người như vậy dù có gặp nhân duyên nhưng đời này cũng sẽ luống uổng. Lúc trước tôi ở Đài Trung cầu học, số người thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có đến mấy chục vạn người. Có được bao nhiêu người thành tựu? Thầy Lý thường nói trong một vạn người chỉ có 2-3 người thật sự thành tựu mà thôi. Đây là sự thật bày trước mắt. Chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này thì nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hơn nữa, nhất định phải nhận thức rõ ràng, nếu đời này chẳng thể thành tựu thì sẽ chẳng tránh khỏi luân hồi lâu dài vô số kiếp. Lần sau muốn gặp được cơ hội này, chẳng phải ở đời sau, chẳng phải đời kế tiếp, sợ là phải nhiều đời nhiều kiếp sau này. Thế nên Đại Thanh Văn, Đại Bồ Tát vô cùng trân quý cơ duyên. Nếu chúng ta chẳng thường đọc kinh, thấy Phật Bồ Tát coi trọng cơ duyên như vậy, nói thật ra chúng ta gặp được mà bỏ lỡ cơ hội cũng chẳng tiếc. Cứ tưởng là những cơ hội này thường xuất hiện, hôm nay làm mía một chút cũng chẳng sao, vẫn còn ngày mai. Năm nay phóng vật cũng chẳng sao, vẫn còn năm sau. Tư tưởng này vô cùng sai lầm. Đó là nghiệp chướng hiện tiền. Không phải chỉ là nghiệp chướng mà là ma chướng hiện tiền. Ngày mai sẽ còn có cơ hội này hay sao? Năm sau vẫn còn có cơ hội này hay sao? Không chắc đâu. Năm đầu Dân Quốc, Âu Dương Cánh Vô tiên sinh lập ra China Nội Học Viện, cũng tính là sẽ tiếp tục lâu dài. Nhưng sau 2 năm liền chấm dứt, vì lúc đó quân phiệt phân chia chiếm cứ đất đai
chiến tranh dồn dập, không thể không giải tán, không thể không chấm dứt. Ngày nay thế giới động loạn chẳng an, ngày an ổn chẳng nhiều, càng phải nên lắm lấy cơ hội, dụng công nỗ lực tu học. Trong kinh luận có nói, sanh tử đại sự, mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Đây đều là lời chân thật, là trí huệ cao độ, cảnh giác cao độ. Ngày nay người thế gian đối với danh văn lợi dưỡng đều tranh giành từng giây từng phút. Chúng ta cũng phải có tinh thần này, từng giây từng phút nhất định phải tranh thủ thành tựu đạo nghiệp, lợi ích chúng sanh. Chúng sanh có tai nạn, chúng sanh chẳng đạt được lợi ích chân thật là vì chúng ta chẳng tu hành hoàn hảo. Trách nhiệm nhất định phải quy về mình, vì mình ngu muội vô tri, chẳng thể y giáo phụng hành, chẳng thực sự chịu làm, tương lai tiền đồ đen tối. Tiền đồ ở tại đâu? Tại tam ác đạo, chẳng phải tam thiện đạo. Nếu chúng ta chẳng thể nắm lấy thời gian, cơ duyên, luống uổng hết, vậy thì đáng tiếc biết bao. Chẳng những là chuyện đáng tiếc trong đời này, có thể nói là chuyện vô cùng đáng tiếc từ vô lượng kiếp đến nay. Chẳng còn chuyện gì đáng tiếc hơn chuyện này nữa đâu. Hy vọng các bạn đồng tu đều có nhận biết, cảnh giác như vậy, phải hết lòng nỗ lực, hy vọng trong một đời này có thể thành tựu. Trong kinh Di Đà nói rất hay, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người lợi căn một ngày có thể thành tựu, người độn căn bảy ngày cũng có thể thành tựu. Chúng ta phải có tinh thần và nghị lực này. Trên thế gian này, tuy có tiền tài to lớn, nhưng sau khi chết đi, một đồng xu cũng chẳng mang theo được. Đúng là buông vật đem chẳng nổi, chỉ có nghiệp đi theo mà thôi. Mang gì theo được? Có thể mang theo công đức giúp đỡ chúng sanh, có cơ duyên được độ hóa. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người có địa vị, giàu sang, nhưng chẳng biết đạo lý và sự thật này, chẳng có trí huệ, chẳng biết căn nguyên thật của kiết hung, quả phước, cho nên vẫn chẳng thể giữ kiết tránh hung. Những việc nhân quả báo ứng này, không những cổ đức ghi chép rất nhiều, nếu chúng ta lưu ý một chút trong xã hội ngày nay, thì chỗ nào cũng có thể thấy được. Ngày nay chúng ta may mắn gặp được duyên phần này, thiệt là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nếu chúng ta còn không biết nắm lấy cơ hội, vẫn chẳng biết tu phước, trái lại còn tạo nghiệp chướng ngại nhân duyên này, tội ấy rất nặng. Thế nên gặp được duyên phần thù thắng này, rốt cuộc là tốt hay xấu thì cũng khó nói. Phải coi bạn dùng tâm gì. Bạn dùng tâm thiện, chịu thành tựu cho chúng sanh thì đó là chuyện tốt. Nếu tự mình có ý niệm muốn khống chế, chiếm giữ, thì duyên phần này sẽ giúp bạn đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây đều là sự thật, hoàn toàn sai khác trên sự nhận biết. Ngã kiềm đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Trong kinh A Di Đà có nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Thiện căn là gì? Là có thể tin, có thể phát nguyện, mong cầu vãng sanh, đó là thiện căn. Còn phước đức là gì? Phước đức là niệm Phật, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đó là phước đức.
Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị đã thoát khỏi lục đạo luân hồi và thoát khỏi thập pháp giới, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật. Cái pháp môn này chẳng những độ chúng sanh trong chính pháp giới, cũng độ tất cả súc sanh đạo. Trong tịnh độ, trong tịnh tông có cuốn sách Vật Do Như Thử, quý vị hãy đọc thì sẽ rõ. Cuốn sách này chuyên ghi chép những chuyện súc sanh niệm Phật vãng sanh. Và chuyện ngạ quỷ niệm Phật vãng sanh, thậm chí còn có chuyện địa ngục niệm Phật vãng sanh. Đây mới thật là phổ độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã gặp được rồi thì phải nên phát tâm đại quy y. Sám hối tam nghiệp tội. Câu này giống như trong bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát đã nói ở phần trước. Sám hối phải phát từ trong nội tâm thì mới gọi là chân sám hối. Trong tam nghiệp tội, tội nào là nặng nhất? Xin nói cho quý vị biết, không phải là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không phải những tội đó. Tội nặng nhất là không tin pháp môn tịnh độ. Tại vì sao? Vì quý vị không được vãng sanh, đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Quý vị nên biết, Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta, những tội nặng như ngũ nghịch thập ác, tức giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, những tội nặng như vậy, nếu như chịu sám hối, thật sự hồi đầu chịu niệm Phật, đều được vãng sanh. Cho nên cái tội nặng nhất là quý vị không được vãng sanh, là quý vị hoài nghi và không tin. Cho nên cái tội đó là nặng nhất. Ngày nay chúng ta sám hối tam nghiệp tội, phải chú trọng điểm này. Không chịu niệm Phật, không tin niệm Phật, bây giờ chúng ta có cái tội này hay không? Xin mỗi người hãy tự phản tỉnh. Chúng tôi thường nghĩ đến những lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Những lời dạy của Ngài có ghi trong tập sách nhỏ Tây Phương Sát Chỉ. Ngài dạy cho chúng ta niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta không làm được những lời dạy của Ngài thì là có tội. Vì những tội nghiệp đó khiến cho chúng ta trong đời này không được thành tựu. Chúng ta sám hối tam nghiệp tội thì phải đặt những tội nghiệp đó lên hàng đầu. Thật sự niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta niệm Phật, trong miệng niệm Phật có thể gián đoạn, nhưng trong tâm niệm Phật thì không được gián đoạn.
Miệng niệm thì phải xem mình đang ở trường hợp nào, có những chỗ không thuận tiện miệng niệm, nhưng câu Phật hiệu trong tâm không bao giờ có gián đoạn. Trong đời này tôi đã thấy một người, trong tâm của Ngài không bao giờ có gián đoạn. Khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu, Ngài chính là Đại sư Chương Gia. Đại sư không phải niệm Phật mà là trì chú. Đại sư trì chú theo cách kim cang trì, trong bất cứ trường hợp nào cũng không làm trở ngại người khác. Miệng của Ngài động, tai lần sâu chuỗi, tai động và miệng động, nhưng không có niệm ra tiếng. Khi chúng tôi đến thăm Ngài, Ngài cùng với chúng tôi trò chuyện. Lúc đang trò chuyện, chúng tôi thấy rõ tai Ngài không động, tai Ngài cầm sâu chuỗi không động. Ngài nói chuyện với chúng tôi, khi vừa nói xong thì Ngài liền tiếp theo lần sâu chuỗi. Chúng tôi thấy Ngài không bao giờ thay đổi cách khác. Đó là Ngài đã luyện thành thói quen, tâm của Ngài đã định, tâm đã thanh tịnh. Thầy Lý cũng đã từng thân cận với Ngài. Lúc đó tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý, nhắc đến chuyện quá khứ. Trong quá khứ tôi chỉ có một vị thầy là Đại sư Chương Gia. Ngài dạy tôi 3 năm. Thầy Lý rất khâm phục Đại sư Chương Gia. Thầy Lý nói, chúng ta là hạng phàm phu, không thể suy lường nổi cảnh giới của Đại sư Chương Gia. Chúng ta hãy nhìn từ cách hành trì của Đại sư thì biết được. Bất cứ lúc nào chúng ta quan sát đều thấy Ngài đang trong định. Thầy còn nói, không biết Đại sư đã khai ngộ hay chưa, nhưng chắc chắn Đại sư đã được tam muội. Đó là sự thật, không phải giả. Ngài đích thật đi đứng nằm ngồi đều đang trong định. Còn công phu của Ngài chúng tôi không biết lúc Ngài đang ngủ như thế nào. Bất luận trong thừa trường hợp nào, mỗi khi chúng tôi nhìn thấy Ngài chú tâm mà quan sát, đều thấy công phu của Ngài không gián đoạn. Ngài không bị quấy nhiễu. Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù là thiện duyên hay ác duyên, nghịch cảnh hay thiện hay thuận cảnh, cũng không có liên can gì với Ngài. Ngài lần chuỗi, Ngài trì chú, tức niệm chú không ra tiếng, thì mới gọi là chân sám hối. Sám hối phải thể hiện bằng hành động, không phải là ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu xin van vái mà nói rằng con xin sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội. Không phải là làm cách như vậy, làm cách như vậy không thể sám hối được. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý sám hối, như Đại sư Chương Gia có chỉ dạy cho tôi cách sám hối, cách tu sám hối, cách tu như thế nào, tức là vì sao không còn tái phạm nữa, thì gọi là chân sám hối. Niệm Phật là sám hối rốt ráo. Quý vị trong 12 thời trong tâm niệm câu Phật hiệu không bao giờ gián đoạn. Bởi vì quý vị niệm Phật không gián đoạn thì không có nổi dậy vọng tưởng. Quý vị sẽ chế phục được phiền não. Thể niệm Phật mà gián đoạn thì vọng niệm liền dấy lên. Vọng niệm chính là tội nghiệp, tức là ý niệm của quý vị đang tạo nghiệp, thì thân và khẩu cũng sẽ tạo nghiệp theo.
Cho nên cách sám hối rốt ráo nhất chính là điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đó là chân thật cách sám hối rốt ráo. Bây giờ thời gian đã đến. Đoạn này tiếp tục nói về sự tham học. Trong quá trình tu học, tham học là chuyện vô cùng trọng yếu. Không chỉ người xuất gia phải tham học, mà trước đây kẻ tại gia cầu học cũng phải nhấn mạnh chuyện tầm sư phẩm đạo. Chẳng khác gì tham học trong Phật môn. Vì sư đạo là tôn kính nhất. Đó gọi là chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Nghe nói chỗ nào có bậc hiền đức, chúng ta nhất định phải tự mình tới đó để hướng về vị ấy thỉnh giáo, chẳng thể tùy tiện mà mời người ấy. Ông hãy đến chỗ này để dạy chúng tôi. Đấy là rất khinh suất, chính mình nhất định phải đến tham cứu, bái phỏng. Mục đích tham học của cổ đức đều là như thế, nhằm thân cận thánh hiền. Hiện thời xu hướng Triều Sơn rất thịnh hành. Triều Sơn là di phong của sự tham học, triều bái thiện tri thức. Nhưng hiện thời chúng sanh phước bạc, bậc thánh hiền chẳng còn nữa. Tại Đài Loan khoảng cách giữa mấy đạo tràng đều chẳng xa lắm. Triều Sơn chỉ cần một hai ngày là đủ thời gian rồi. Nếu ở Đại Lục, giao thông rất bất tiện. Liên Trì Đại Sư sống vào cuối đời Minh. Lão nhân gia là người thuộc niên hiệu Vạn Lịch. Ngài nói những lời này vì thuở ấy Phật giáo đã khá suy. Các vị được gọi là Minh Mạc Tứ Đại Sư. Chính là bốn vị Pháp Sư Liên Trì, Ngũ Ích, Tử Bách, Hám Sơn đã tái chấn hưng Phật giáo. Đấy là nhân duyên hy hữu, rất khó có. Thuở ấy Triều Sơn đã trở thành hiện tượng như vậy, hiện tại còn gì để nói nữa đây? Còn nói gì được nữa? Toàn là du lịch ngắm nhìn phong cảnh, ngắm nhìn hình tượng, pháp tướng trang nghiêm của Phật, Bồ Tát. Trong quá khứ, người Triều Sơn quả thật vô cùng nhọc nhằn. Chúng ta đọc Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, Ngài triều bái Ngũ Đài Sơn phải mất 3 năm mới đến nơi. Tuổi tác cũng đã cao, thân thể cũng chẳng khỏe. Trên đường đi ngã bệnh, có lúc bệnh nặng đến mức gần như không trở dậy được. Bệnh tình nghiêm trọng như thế ấy. Ngài có hàng tâm nghị lực, đáng khiến cho người khác bội phục. Cuối cùng, Ngài đạt được mục đích. Đến tham lễ đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát. Trên đường, Ngài bị bệnh nặng, gặp Văn Thù Bồ Tát đến cứu giúp. Lúc ấy, Ngài hoàn toàn chẳng biết đó là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát quá thành một người xuất gia nghèo khổ, nhếch nhác, mặc quần áo rách nát, tả tơi, giống như kẻ ăn xin bên ngoài. Mỗi lần sư ngã bệnh hoặc khi gặp đại nạn, người ấy đều xuất hiện trước mặt đến giúp đỡ sư chăm sóc Ngài, cho Ngài uống thuốc, mãi cho đến khi hết bệnh mới ra đi. Người ấy bảo Ngài, tôi ở núi Ngũ Đài, có tên là Văn Cát. Sau này, Ngài đến núi Ngũ Đài, hỏi dò về người ấy, có vị lão hòa thượng bảo, đó là Văn Thù Bồ Tát quá thân, Ngài mới biết. Ở đây, Liên Trì Đại Sư khuyên chúng ta tham học là tham lễ thiện tri thức. Nay A-di-đà Phật ở Tây Phương là hiện tại Phật.
là vị thiền tri thức bậc nhất trong mười phương thế giới. Vì sao quý vị không đến tham phỏng Ngài? Có nghĩa là vì sao chẳng cầu giảng sanh? Vì sao chẳng đến gặp A-di-đà Phật? Quý vị phải hứng chịu khổ cực nhiều ngần ấy. Đi ra ngoài triều sơn bái Phật, đi tham lễ. Kết quả là điều gì quý vị cũng chẳng đạt được. Đúng là đã tốn công triều bái vô ích, có lúc không chỉ là triều bái suông mà còn đạt hiệu quả trái ngược. Quý vị tham phỏng một vị thiện tri thức, Ngài chỉ dạy quý vị một đường lối. Quý vị tham phỏng hai vị thiện tri thức, bèn được chỉ dạy hai con đường. Quý vị tham phỏng ba bốn vị sẽ đứng ở ngã tư, chẳng biết phải đi theo đường lối nào mới nên, vậy là khổ rồi. Rốt cuộc chúng ta học điều gì mới nên? Liên Trì Đại Sư nêu ra ý nghĩa này, nói thật ra chẳng khác gì thái độ tiếp dẫn học trò của Pháp Sư Ấn Quang. Bảo quý vị hãy thật thà niệm Phật, chẳng cần phải chạy đông rảo tây, khiến thời gian lẫn tinh lực đều bị lãng phí. Quý vị đã có thời gian và tinh lực như vậy, cớ sao chẳng khéo niệm Phật? Chúng ta phải thấu hiểu điều này. Đoạn tiếp theo là nói thành đông lão mẫu. Công án này nhằm thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế. Giữ Phật đồng sanh nhi bất kiến Phật, phi thử chi lưu gia. Bà cụ ở phía đông thành sống cùng thời đại Đức Phật, cũng ở không xa, tinh xá nơi Đức Phật trụ. Nhưng vô duyên với Phật, chẳng thích thấy Thích Ca Mâu Ni Phật. Trông thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đi đằng trước, bà ta liền quay đầu đi sang chỗ khác, luôn tránh né, chẳng gặp. Tuy bà ta không muốn thấy Phật, nhưng Đức Phật thường hiện ra trước mặt bà. Hiện ra trước mặt, bà ta bèn tránh né. Bà già ấy từ phía đông đi đến, Đức Phật liền hiện tại phía đông. Bà ta thấy Phật liền ngoảnh mặt, đi về phương nam. Đức Phật lại hóa một thân khác tại phía nam để chặn bà ta. Bà ta lại chạy về phía tây. Đức Phật lại hóa thân ở phương tây, khiến cho bốn phía đều là Phật. Kết quả bà ta khóc trống lên, lấy tay bưng mặt, chẳng nhìn Phật. Kết quả là mỗi đầu ngón tay đều hóa hiện một vị Phật. Mười đầu ngón tay là mười tượng Phật. Nghiệp chướng nặng nề dường ấy. Đây là giải thích câu tự cam đọa lạc, bất nguyện kiến Phật, thị tắc danh vi khả lân mẫn giả. Thật sự đáng thương. Chẳng có duyên với Phật, đích xác là Phật cũng chẳng có cách nào độ bà ta. Bà cụ ở phía đông tòa thành cũng là một thí dụ rất hay. Quá vị chi Phật, thế sở nan phùng. Quá là quá khứ, vị là vị lai. Quá khứ Phật, vị lai Phật, quả thật chúng ta rất khó gặp gỡ. Hiện tại không quá, cố khả lân mẫn. A-di-đà Phật là hiện tại Phật. Nếu quý vị bỏ lỡ hiện tại Phật, thật sự là kẻ đáng thương xót. Do vậy, một người thật sự niệm Phật cầu sanh tịnh độ, trong 12 thời, tâm quyết định chớ nên rời khỏi A-di-đà Phật. Phật hiệu chớ nên gián đoạn, miệng có thể gián đoạn, nhưng trong tâm chớ nên gián đoạn. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, ước Phật, niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật. Ước Phật là trong tâm phải nghĩ tới Phật. Chúng ta đọc kinh là nghĩ tới Phật. Đọc chú giải như bộ Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư hoặc chú giải kinh Vô Lượng Thọ đều là ước Phật. Trong tâm chúng ta chẳng lìa Phật. Vì người khác diễn nói cũng là niệm Phật. Ta giảng giáo lý tịnh độ cho người khác nghe, khuyên người khác tin tưởng, khuyên người khác phát nguyện, thảy đều là niệm Phật. Ắt phải làm như vậy, thì trong 12 thời, trong tâm chúng ta đích xác chẳng hề rời lìa A-di-đà Phật. Như vậy thì trong tâm chúng ta mới chẳng có hoài nghi, mới nắm chắc chúng ta quyết định thành tựu trong một đời này, quyết định chẳng bỏ lỡ một đời này. Chẳng có gì khẩn yếu bằng chuyện này. Người niệm Phật phải đặc biệt coi trọng tu nhất tâm. Người hiện thời tu hành chẳng thể thành công, đáng tiếc. Vì sao chẳng thể thành công? Tâm chẳng định, chẳng thật thà, đi lung tung mọi nơi, suy nghĩ nháo nhào. Ấn Quang Đại Sư dạy các đồ đệ của Ngài,
Hễ ai nghe lời đều có thành.